Xin chào mừng anh em đã trở lại với bản tin của Trôn bóng đá ngày 24 tháng 12. Rạng sáng nay đã diễn ra nhiều trận cầu hấp dẫn. Man United tiến Everton khỏi giải đấu bằng siêu phẩm. Kane và Bale đưa Tottenham tiến vào vòng bán kết cúp liên đoàn. Benzema lại ghi bàn, Real bám sát nút Atletico. Inter giành chiến thắng trước Lazio trong nỗi nhớ Ibrahimovic. Mắc lỗi trong trận thua Man City, thủ môn của Arsenal khóa vội tài khoản mạng xã hội. Đặc biệt là tiêu điểm chôn, đàn em U22 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là những tin chính có trong bản tin hôm nay. Nào bây giờ hãy cùng đi vào phần tin chi tiết nhé. Kết liễu Everton bằng siêu phẩm phút 88, Man United băng tới chiếc cúp đầu tiên. Với đội hình có nhiều hảo thủ, Man United chính là đội chơi lấn lướt hơn so với đội chủ nhà Everton. Tuy nhiên, bàn thắng lại là điều thiếu sót lớn nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Man United tiếp tục là những người chiếm thế chủ động hơn trong khi Everton lùi sâu, thi đấu lăng xả để bảo vệ khung thành đội mình. Đáng chú ý ở những phút 52, Cavani đã có tình huống dùng tay đè vào cổ rồi ấn ngã Mina xuống đất. Ở pha bóng này, trọng tài chính Matt Lee và các cộng sự không thể quan sát nên Cavani may mắn tránh khỏi thẻ phạt. Việc Cavani và Mina có va chạm với nhau cũng dễ hiểu bởi trong trận đấu trên, nhiệm vụ của Mina là khóa chặt chân sút nguy hiểm của MU. Bên cạnh đó, VAR không được sử dụng ở cúp liên đoàn nên trọng tài do quá để ý tới các pha bóng khác là không kịp quan sát tình huống tiểu xảo của Cavani với Mina. Rất may cho MU, nếu không Cavani có lẽ chẳng còn ở trên sân để ghi bàn, Quỷ Đỏ có thể cũng chẳng còn đủ quân số để mà đánh bại Everton nếu như trọng tài chính xác hơn. Phút 88, Quỷ Đỏ cuối cùng cũng đã có được điều mình cần. Nhận bóng từ đường chuyền của Martial, Cavani đẩy bóng một nhịp và dứt điểm không thể cản phá bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu. Sau khi có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, MU như cởi bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu đầy hưng phấn. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Martial ấn định tỷ số 2-0 cho Quỷ Đỏ. Từ một đường phản công, Rashford thả bóng để Martial băng xuống nhẹ nhàng đánh bại Olsen. Trận đấu Everton đối đầu với MU kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách. Man United tiến vào bán kết cúp liên đoàn và nuôi hy vọng giành được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này. Kane và Bale đưa Tottenham vào bán kết cúp liên đoàn. Không chịu buông ở bất kể giải đấu nào, Jose Mourinho cho hết những trụ cột như Harry Kane, Højbjerg hay Hugo Lloris đá chính ngay từ đầu. Với những con người đó, không khó để Spurs nắm giữ hoàn toàn thế trận. Các cầu thủ đến từ London chơi khá ung dung nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp của một ông lớn. Trong khi đó, Stoke City gần như chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Tuy nhiên, hàng thủ của đội chủ nhà chỉ đứng vững cho đến phút 22. Từ đường chuyền bóng như đặt của Harry Winks bên cánh trái, tiền đạo Gareth Bale chọn vị trí hoàn hảo để lắc đầu đưa bóng vào một góc không thể cản phá. Sau bàn mở tỷ số, đội khách chơi càng tự tin hơn. Harry Kane, Gareth Bale và cả Dele Alli liên tiếp bắn phá khiến khung thành của thủ môn Lonergan liên tục trong tình trạng báo động. Chơi bế tắc, Stoke City bất ngờ có bàn gỡ sau một tình huống đánh biên phải. Bóng được căng ngang rất vừa tầm với đà băng của Thomson và tiền vệ này đã không bỏ lỡ. Tuy nhiên, Tottenham đã chứng minh vì sao họ lại đang là ứng cử viên cho chức vô địch tại Ngoại hạng Anh với sự tỏa sáng của các ngôi sao trong đội hình. Liên tiếp từ phút 69 cho đến 82, Ben Davies và Harry Kane thay nhau lập công, khiến mọi hy vọng đi tiếp của Stoke sụp đổ. Thắng Stoke City, thầy trò Mourinho thẳng tiến đến vòng bán kết. Benzema lại ghi bàn, Real bám sát Atletico. Real Madrid đang bước vào hành trình bứt phá trong cuộc đua song mã vô địch với Atletico. Họ lại được gặp đối thủ con ăn Granada trên sân nhà vòng đấu này. Do đó, kèn trắng đã bung hết chất của đội bóng hoàng gia để có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, đời không như mơ khi Real đã suýt bị thủng lưới ở phút đầu tiên của trận đấu. Varane mắc sai lầm tai hại khi chuyền bóng thẳng vào chân Ronaldo và cựu cầu thủ của Real này thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Puertas sút bóng thẳng lên trời một cách khó hiểu. Sau thời gian đầu có phần lép vế, Real từng bước lấy lại thế trận và tạo ra được các pha bóng sóng gió về phía cầu môn đối phương, nhưng Benzema và Rodrigo đều dứt điểm thiếu chính xác. Sang đến hiệp 2, thế trận trên sân vẫn diễn ra sôi động, Real liên tiếp hãm thành với những cú dứt điểm kỹ thuật của Cavani hay pha đánh gót đưa bóng chạm cột dọc của Asensio. Đến phút 57, thế quân mình của trận đấu bị phá vỡ. Từ cánh trái, Asensio tạt bóng chính xác cho Casemiro đánh đầu tung lưới Granada. Đến phút 90+3, Isco chọc khe sang cánh phải cho Benzema. Cầu thủ người Pháp tự tin đi bóng vào giữa trung lộ rồi dứt điểm chìm hiểm hóc về góc gần, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội đương kim vô địch La Liga. AC giành chiến thắng trước Lazio trong nỗi nhớ Ibrahimovic. Ở màn tiếp đón đại diện tới từ thủ đô Italia, đội bóng áo sọc đỏ đen không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic phải ngồi ngoài vì chấn thương.
Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà thì AC Milan đẩy cao đội hình dồn ép Lazio và họ đã mở được tỷ số ở phút thứ 10. Đón quả đá phạt góc từ bên cánh trái của Hakan Çalhanoğlu, tiền đạo Rebic bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Reina để đưa Milan vượt lên. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của chân sút người Croatia này ở Serie A kể từ đầu giải. Đến phút 17, Çalhanoğlu thay vì sắm vai kiến tạo đã tự mình lập công trên chấm phạt đền giúp Milan gia tăng cách biệt. Bàn thắng này có công lớn của Rebic do anh đã bị Patrick phạm lỗi trong vòng cấm Lazio. 10 phút sau, đến lượt Lazio được hưởng phạt đền khi trọng tài xác định Kalulu đẩy ngã Correa trong vòng cấm của Milan. Tuy nhiên, thủ thành Donnarumma xuất sắc cản phá được cú đá từ cự ly 11m của Immobile, nhưng anh chẳng thể làm gì trước cú đánh đầu bồi của Luis Alberto. Sau giờ nghỉ, Lazio bất ngờ vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm thêm bàn gỡ và họ đã thành công ở phút 59. Đón đường chuyền tuyệt hảo của Milinkovic-Savic, Immobile đã thể hiện đẳng cấp khi tung ngay cú đá treo góc hiểm hóc làm bó tay thủ thành Donnarumma. Trong những phút còn lại, cả Lazio và Milan đều tạo ra những cơ hội rõ ràng, nhưng chỉ có đội chủ nhà chuyển hóa được một trong số đó thành bàn thắng vào thời điểm trọng tài sắp cho trận đấu kết thúc. Phút bù giờ thứ hai, hậu vệ Theo Hernandez với cú đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền của Çalhanoğlu đã mang về bàn thắng quý như vàng cho Milan. Trận Milan và Lazio kết thúc với tỷ số 3-2, đồng nghĩa với việc đội chủ nhà đã thu về 34 điểm sau 14 vòng. Họ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng chỉ hơn đội xếp ngay sau là Inter Milan, mới thắng 2-1 trên sân của Hellas Verona. Số điểm tương đương với một trận hòa. Mắc lỗi tai hại trong trận thua Man City, thủ môn của Arsenal khóa vội tài khoản mạng xã hội. Trong một ngày được bố trí bất chính thay Ben Leno ở trận tứ kết Cup Carabao với Man City, thủ thành 25 tuổi người Iceland đã có một trận đấu đáng quên. Ở bàn thua đầu tiên, Runarsson đã phản ứng quá chậm trong tình huống lao ra bắt bóng và để Jesus chọn vị trí tốt đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Dù có được một vài tình huống cứu thua khác, nhưng pha mắc lỗi ở cú đá phạt hàng rào của Riyad Mahrez nâng tỷ số lên 2-1 ở đầu hiệp 2 đã khiến mọi nỗ lực của Runarsson đổ sông đổ biển. Đây được xem là bài test lỗi của Runarsson trong nỗ lực cạnh tranh suất bắt chính ở khung gỗ của đội chủ sân Emirates. Và ngay sau trận đấu, thủ thành người Iceland đã vô hiệu hóa tài khoản Twitter của mình nhằm tránh vướng phải làn sóng chỉ trích tới từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Liên quan đến sai lầm của Runarsson, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đã lên tiếng bênh vực cậu học trò sau trận đấu. "Cậu ấy chưa thi đấu nhiều trận cho chúng tôi, Runarsson vẫn đang làm quen với môi trường mới. Chúng ta đều mắc sai lầm và chúng tôi phải ủng hộ Runarsson. Ben Leno đã thi đấu rất nhiều và cậu ấy cần nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng muốn trao cơ hội cho những người khác nữa. Runarsson đã thi đấu tốt ở những trận đấu trước và sự cố là điều vẫn xảy ra trong bóng đá." U22 Việt Nam chơi ban mật như man vẫn ôm hận trước đàn anh đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu chiều ngày 23 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cất toàn bộ những cầu thủ quen thuộc trong đội hình đội tuyển Việt Nam trên băng ghế dự bị. Tấn Trường, Evan Quyết, những cầu thủ được chờ đợi nhất trong lần tập trung lần này đều góp mặt trong đội hình xuất phát. Thật tiếc cho Hồ Tuấn Tài, mới chỉ hơn 10 phút trôi qua, tiền đạo này đã rời sân sau một chấn thương gặp phải. Người được đưa vào sân thay thế cho tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là Hà Đức Trình. U22 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và đã kiểm soát thế trận khá tốt trước những người đàn anh. Ở phút 21, Huỳnh Công Đến châm ngòi cho đợt tấn công từ phần sân nhà. Sau đó, Hữu Thắng nhận bóng rồi thực hiện đường truyền chọc khe để Trần Văn Đạt thoát xuống ghi bàn. Ở tình huống này, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam với Thanh Hào, Sầm Ngọc Đức, Văn Việt và Xuân Cường đã chơi không thật sự tốt trong việc phối hợp tác chiến. Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam mới chơi phấn chấn hơn. Ở phút 26, từ một pha phản công bên cánh trái, Văn Quyết ghi bàn từ một cú đá cận thành. Và hiệp 2 thực sự là một hiệp đấu sôi nổi với 3 bàn thắng được ghi. Ở phút 52, Văn Việt mắc sai lầm trong vòng cấm địa. Hữu Thắng, người bị phạm lỗi, đã đánh lừa Tấn Trường trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Việt Nam. Chỉ 5 phút sau đó, đến lượt Xuân Cường bị thủ môn Văn Toản phạm lỗi sau pha xâm nhập vào vòng cấm địa. Lần này thì Xuân Trường cũng thực hiện thành công và gỡ hòa 2 đều. Đội tuyển Việt Nam đã có một thế trận trên chân và tạo ra khá nhiều cơ hội. Đến phút 78, Xuân Mạnh đã làm nên sự khác biệt với một cú chọc khe thông minh để Đức Trinh thoát xuống dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu giải tỏa nỗi nhớ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau một năm không được chứng kiến cầu thủ các đội tuyển thi đấu do ảnh hưởng của đại dịch. Đây cũng là trận đấu mà kết quả thế nào thì tuyển Việt Nam cũng không phải nhận kết quả thua cuộc. Trận đấu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12 tới. Anh em chú ý theo dõi để biết xem U22 có lật đổ được đàn anh tại đội tuyển quốc gia hay không. Đến đây thì bản tin của Trôn bóng đá ngày 24 tháng 12 cũng đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã chú ý đón xem. Đừng quên nhấn chuông để đăng ký kênh, thả like và bình luận dưới bài viết. Hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.